Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Ngọc Lan được bạn trai chăm sóc tận tình. Nữ diễn viên bất ngờ và hạnh phúc khi Thanh Bình tự nấu đồ ăn mang đến tận nơi làm việc cho cô. Ngọc Lan được mời làm ban giám khảo vòng sơ tuyển cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng 2016 do Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cô chăm chú xem các đàn em thi tài và bồi hồi nhớ lại thời mới chân ướt chân ráo gia nhập showbiz Việt. Ngọc Lan rất hào hứng với những tiểu phẩm có yếu tố hài hước, kiều nữ tận tình hướng dẫn, góp ý chân thành để các thí sinh rút kinh nghiệm diễn tốt hơn. Phút nhí nhảnh của nữ giám khảo trên ghế nóng, Ngọc Lan rất bất ngờ và hạnh phúc khi đến giờ nghỉ trưa, bạn trai cô là Thanh Bình xuất hiện với chiếc giỏ đựng đồ ăn. Tuy vậy, cô vẫn làm bộ kiêu kỳ, không quan tâm. Nữ diễn viên thích thú chụp lại ảnh các món ăn chính tay Thanh Bình đã làm như cơm canh cải thịt bò, pate rán giòn, trứng gà ta gán, chè yến chưng và cả trà nấm linh chi. Ngọc Lan chấm thi 3 ngày liên tiếp, cô xúc động khi nghe một thí sinh bày tỏ lòng yêu mến với mình. Những lúc cao hứng, nữ diễn viên còn lên hẳn sân khấu trợ diễn cho các bạn trẻ. Thanh Bình luôn đi theo ủng hộ cổ vũ bạn gái chấm thi. Tình yêu của Ngọc Lan và Thanh Bình được nhiều người ủng hộ. Các fan đang mong đợi họ sẽ sớm tổ chức hôn lễ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.